Giao thông vận tải là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm không khí ở các đô thị và đóng góp 70% tổng lượng bụi và khí thải vào môi trường. Nguồn ô nhiễm này gây tác động xấu tới sức khỏe cộng đồng. Và cũng chính vì vậy, phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh là một xu thế tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Bên cạnh tàu điện trên cao, xe máy và xe buýt điện, phát triển xe đạp công cộng được xem là mảnh ghép nhỏ cho mục tiêu hướng tới giảm phát thải của ngành giao thông. Và sau 3 tháng thí điểm, hiện xe đạp công cộng đang được người dân thủ đô dần coi là một phương tiện giao thông thuận tiện để di chuyển ở những khoảng cách gần. Vốn là một người yêu môi trường, ngay khi xe đạp công cộng có mặt tại Hà Nội, chị Bùi Thị Nguyệt Nga đã lựa chọn đây là một trong những phương tiện chính để di chuyển của mình. Sau khi cài app, mua vé tháng, giờ muốn đi đâu, chị Nga đều đi bộ ra trạm xe công cộng gần nhà để lấy xe đi. Với một vài thao tác đơn giản, chị Nga đã có thể bắt đầu hành trình của mình. Lịch trình hôm nay của chị Nga là 8:30, có mặt tại bờ hồ để nhặt rác cùng với các bạn trong câu lạc bộ của mình, nên chị đã lựa chọn trạm xe gần bờ hồ nhất để trả xe. Tôi là một người rất là đam mê đạp xe và yêu môi trường. Tuy nhiên thì do diện tích ở Hà Nội nơi ở không có quá đủ lớn nên tôi không mua được xe cho mình. Nên ngay khi mà Hà Nội triển khai xe đạp công cộng, tôi hưởng ứng tích cực và thường xuyên sử dụng xe đạp công cộng để di chuyển trong nội thành. Không chỉ được lựa chọn để di chuyển, kết nối giữa các phương tiện giao thông, giờ đây xe đạp công cộng còn được nhiều tổ chức, cơ quan lựa chọn làm phương tiện để triển khai các hoạt động nhóm, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Lý do thứ nhất là cái xe này nó cũng đẹp và nó thống nhất cho giống như nó phù hợp với cái môi trường và cái yêu cầu chúng tôi xây dựng tập thể. Lý do thứ hai là chúng tôi cũng rất ủng hộ cho cái việc bảo vệ môi trường, đi xe đạp trong thành phố là giảm các khí thải. Sau 3 tháng triển khai thí điểm, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 78 trạm xe đạp công cộng trên địa bàn 6 quận. Mỗi điểm có từ 10 đến 20 xe cho khách hàng chạy trải nghiệm. Như vậy là hiện cả nước đã có 6 thành phố triển khai thí điểm mô hình xe đạp công cộng. Tạo môi trường thuận lợi cho đi xe đạp thì cũng đồng thời là người dân sử dụng xe đạp cho những chuyến đi của mình. Nhưng xe đạp và phương tiện giao thông công cộng là hai thứ mà có thể kết nối với nhau một cách tự nhiên. Nó là hai phương thức vận tải, nó bù đắp cho nhau, nó không thay thế và không cạnh tranh nhau. Cái đấy rất là hay. Nếu kết nối được giữa xe buýt, giữa đường sắt đô thị với xe đạp thì đây là một sự bổ sung cho nhau rất hoàn hảo. Sự xuất hiện trở lại của xe đạp là sự phát triển tất yếu của giao thông đô thị, bớt gây hỗn loạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, tăng cường sức khỏe cho người dùng và cả túi tiền trong thời buổi xăng tăng giá. Chính nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, việc hiện đại hóa mô hình cho thuê xe đạp công cộng đã mở ra nhiều cơ hội để người dân sống tại các đô thị lớn hạn chế phương tiện cá nhân, hướng tới mục tiêu giảm phát thải để các đô thị xanh và đáng sống hơn. Ngay tại khu vực trung tâm quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có một khu vực thấp trũng, nhà cấp 4 sập sệ, cuộc sống của người dân bấp bênh. Dường như họ bị bỏ quên vì vướng quy hoạch treo. Khu vực tổ 89, phường Hòa Xuân nằm trong vùng dự án quỹ đất dự trữ phát triển đô thị và chống ngập phía nam cầu Cẩm Lệ. Vùng trũng này còn khoảng 81 hộ dân sinh sống. Vì nằm trong quy hoạch dự án nên hơn 12 năm qua, nhà cửa xuống cấp, hư hỏng nhưng không được sửa chữa. Cuộc sống của người dân rất bất ổn. Thực tế giờ trước đó chuẩn bị tới mùa mưa lũ bão là lo sợ nơm nớp, khó biết rồi, quen luôn rồi. Mười mấy năm nay là thật ra cũng đó, đóng cửa đi di cư hết chứ đâu có mưu sinh được đây đâu. Họp bên tỉnh, huyện gì đó thì cũng họp đại, nó họp miết nữa. Họp mà ký nghị lên thì có ai nói gì đâu. Ký nghị đã rồi, để tục đó, từ mỗi lần mưa là tới biết bắt dân đi. Đúng, buộc phải đi, giờ nhà gần sắp hết rồi mà. Mấy mươi năm mà không cho tu bổ thì, không không, cây thì cây nó phải mòn đi, nhà cửa không phải sách, phải rét đi chứ. Trả lời chất vấn nội dung này, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, đây là một tồn tại lịch sử để lại với vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Khu vực này sẽ chắc chắn là được bảo vệ theo vùng đệm thoát lũ và là khu công viên, cây xanh công cộng, cấp đô thị. Hiện nay cái dự án này thì chắc chắn phải là đầu tư công để sao cho thành phố có được một cái công viên có thể là sử dụng
chung cho công viên riêng cái dòng sông Hàn từ dưới cầu Thuận Phước trở lên thì vẫn chưa có một cái công viên công cộng nào sát bờ sông. Thì đây là một trong những cái khu vực mà còn lại có giá trị sát bờ sông. Quy mô này nếu mà làm hết cỡ của này cũng có 170 ha, thì đó là một trong những cái cơ hội và tiềm năng để thành phố có được một cái công viên công cộng. Tuy nhiên các đại biểu vẫn băn khoăn về tiến độ triển khai và quyền lợi của những hộ dân bị bỏ rơi tại vùng trũng này. Chỉ giám đốc sở có nêu là bây giờ là thành phố là có giao lại cho quận Cẩm Lệ khai toán kinh phí đền bù, thì cái nội dung này quận cũng đã khai toán rất nhiều lần rồi về tổng mức giá trị đền bù, về cái số lô đất tái định cư. Tuy nhiên là về cái phê duyệt dự án thì không biết tới lúc nào, quy hoạch phân khu thì chưa có, quy hoạch chi tiết thì càng chưa, thì do vậy cái việc triển khai trong thời gian sắp tới thì tôi cho là cũng hết sức là khó khăn. Còn trước mắt là những quyền lợi lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dân trong vùng quy hoạch mà chưa triển khai dự án thì đề nghị là Ủy ban nhân quận Cẩm Lệ hướng dẫn cụ thể rõ ràng, cần thiết họp dân để thông báo chính thức những cái quyền lợi người ta được hưởng. Chứ tôi đi tiếp xúc cử tri là dân người ta nói là bây giờ bữa nay là vệ sinh môi trường là không có dọn dẹp trong khu này, điện thì lúc được lúc mắc, lúc có lúc không, nghĩa là coi như cũng bỏ rơi cái xóm này rồi đó. Cũng theo lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khu vực này có 81 hộ dân ở thực sự, nhưng rà soát ra thì có 362 hồ sơ đất, khái toán làm công viên thì kinh phí rất lớn, giải tỏa đền bù phải mất 375 tỷ đồng, bồi thường 322 lô đất, thành phố cần khẩn trương có quyết định cụ thể. Thưa quý vị, với thông điệp vạn trái tim, một tấm lòng, chương trình hiến máu tình nguyện tuần lễ Hồng EVN lần thứ 9 được tổ chức tại Sơn La đã nhận được sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm của hơn 200 cán bộ công nhân viên chức người lao động ngành điện Sơn La. Đã 20 lần tham gia hiến máu nhân đạo, mỗi lần hiến máu lại là một cảm xúc khác nhau. Song anh Nguyễn Duy Trung luôn cảm thấy hạnh phúc khi những giọt máu của mình sẽ giúp được rất nhiều người bệnh cần được tiếp máu. Đây là lần thứ 20 tôi được tham gia hiến máu tình nguyện. Và cũng là lần thứ 20 rất là nhỏ bé thôi, tôi được góp công vào những cái giúp ích cho xã hội, góp công vào những cái chung của toàn công ty điện lực Sơn La. Và đối với sức khỏe thì tôi cảm thấy cũng rất là bình thường giống như các lần trước. Và đây cũng là một hoạt động cực kỳ vô cùng ý nghĩa mà mọi người cũng nên tham gia cùng. Tuần lễ Hồng EVN diễn ra vào thời điểm cuối năm. Tuy công việc bận rộn, nhiều đơn vị ở xa trung tâm, tuy nhiên với quyết tâm cao, hưởng ứng và lan tỏa, buổi hiến máu nhân đạo đã nhận được 122 đơn vị máu. Trong suốt 9 năm qua thì cán bộ công nhân viên công ty điện Sơn La chúng tôi luôn hưởng ứng tích cực trong việc hiến máu tình nguyện tuần lễ Hồng EVN, với mong muốn đem một phần nhỏ bé của mình để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng và xã hội. 5 đơn vị trực thuộc công ty trực thuộc điện lực đã vận động cán bộ công nhân viên tham gia hưởng rất là nhiệt tình. Và tính đến thời điểm này thì đã vận động được trên 200 lượt cán bộ đảng viên và công nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện. Tuần lễ Hồng EVN lần thứ 9 đã trở thành hoạt động thường niên, là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành điện, giúp cho những bệnh nhân có cơ hội được sống, hỗ trợ các cơ sở y tế, bệnh viện điều trị và chăm sóc bệnh nhân.